các bạn đã đến với kênh của Blog Việt Food. Yaya Urachaya Sporbul là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Thái Lan. Gia nhập làng giải trí năm 2007, thì Yaya đã sở hữu gia tài đồ sộ, những bộ phim hay, nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Hãy cùng Blog Việt Food điểm qua top những bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Yaya Urachaya Sporbul trong video này nhé. Một bộ phim Thái Lan, Trang trại tình yêu, Đoang Jai Akeni năm 2010, Yaya Urachaya gia nhập làng giải trí từ năm 2007, nhưng phải đến năm 2010 khi cô tiếp nhận vai chính trong phim truyền hình Thái Lan Đoang Jai Akeni cùng với bạn trai Nadek Kugimiya thì cái tên Yaya Urachaya mới thực sự phổ biến. Yaya Urachaya ngay lập tức trở thành nữ diễn viên hàng đầu của TV3 Thái Lan sau khi đóng bộ phim này. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô đóng cặp với bạn trai ngoài đời Nadek Kugimiya. Trong bộ phim Thái Lan Đoang Jai Akeni thì Bông Hồng Lai xinh đẹp mang hai dòng máu Thái Na Uy đảm nhận vai Jet, một nhân vật vô cùng táo bạo. Bộ phim truyền hình Trang trại tình yêu của Yaya Urachaya nằm trong series phim Bốn chàng trai của núi, series phim lớn nhất năm đó, kỷ niệm 40 năm thành lập Channel 3. Thời điểm đó thì Yaya Urachaya vẫn là cái tên mới với khán giả, thậm chí tiếng Thái của cô lúc đó còn chưa tốt. Thế nhưng duyên phận gắn bó với Channel 3 đã cho cô cơ hội đóng vai chính đầu tay. Phần của Yaya và bạn trai Nadek trong series phim cũng được nhận xét là hay nhất trong cả 4 phần bởi diễn xuất tuyệt vời của cả hai. Hai bộ phim Thái Lan, Cao Bồi Bangkok, Tawan Do It năm 2011. Bộ phim Thái Lan này thì kể về Room do Yaya Urachaya thủ vai và Tawan Mark thủ vai chơi với nhau từ nhỏ do gia đình hai bên vô cùng thân thiết và cùng ở trong nông trại Farung. Thế nhưng vì muốn độc chiếm nông trại mà cha của Room thuê một kẻ lưu manh sát hại cả gia đình Tawan. Chỉ có cậu bé chạy thoát, còn đứa em gái vừa hạ sinh của cậu được ông ta mang về nuôi dưỡng. Tawan và Room xa nhau từ đó. Nhiều năm sau thì gã lưu manh San Cha ngày nào đã trở thành một thế lực đáng gờm, thậm chí lấn lướt cha của Room, ham hại ông phải lẩn trốn và giao nông trại lại cho hai cô con gái của mình. Phần Tawan tưởng chừng anh sẽ không bao giờ trở lại vùng đất nhiều đau thương, nhưng một lần nữa thì San Cha lại đuổi giết và làm người chú đã nuôi dạy anh bị tàn phế. Tawan quyết tâm trở lại Farung, trả đủ thù mới nợ cũ với những kẻ bất nhân. Anh đến xin làm việc tại nông trại và gặp lại Room. Tình yêu ngày càng lớn trong trái tim của hai người, nhưng anh lại luôn dằn vặt vì cha cô là kẻ chủ mưu giết hại cha mẹ mình. Ba bộ phim Thái Lan, Mãi Mãi Một Tình Yêu, Neung Nai Suang năm 2015. Bộ phim Thái Lan Mãi Mãi Một Tình Yêu kể về Pum do Yaya thủ vai, mồ côi cha mẹ từ bé và được dì dượng nuôi dưỡng như con trong nhà. Cô cũng được anh chị họ là Pu và Pan hết mực yêu thương. Neung do James Jiraju thủ vai là con trai của cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao, có mối quan hệ thân thiết với gia đình dượng của Pum. Lúc nhỏ thì vì ngoại hình mũm mĩm mà Pum thường bị Neung trêu chọc. Đặc biệt, anh thường xuyên nhắc đến chuyện cô là đứa mồ côi cha mẹ. Trong mắt cô thì Neung là một kẻ tự cao tự đại, vô cùng ích kỷ. Pum không ngừng căm ghét Neung, dù sau đó anh đi du học và trong nhiều năm họ không gặp lại nhau. Khi Neung về nước thì trong một buổi tiệc, hai người trở thành bạn nhảy của nhau, nhưng Pum từ chối nhảy cùng Neung, làm anh mất mặt với mọi người. Vô tình thì anh biết được cô gái làm mình bẽ mặt chính là Pum, mũm mĩm của ngày xưa. Mối nghiệt duyên giữa họ lại tiếp tục. Để chiến thắng một người con gái cao ngạo thì Neung quyết tâm đính hôn với Pum cho bằng được. Nhưng khi tiếp cận cô nhiều hơn thì anh bắt đầu nhận ra đằng sau vẻ ngoài gai góc thì Pum là cô gái vô cùng lương thiện và dịu dàng. Nhân vụ tai nạn xe hơi, dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng Neung cùng Pu và Pan dàn cảnh anh bị tàn phế, gương mặt bị thương nặng với mong muốn Pum thừa nhận tình cảm của mình. Trong khi những cô gái trước đó vây quanh anh vội vã quay lưng vì không muốn lấy một người chồng tàn phế, thì Pum vẫn ở bên và chăm sóc cho Neung. Cuối cùng thì một cái kết đẹp đến với hai người khi Neung nói ra sự thật và bày tỏ tình cảm của mình dành cho Pum. Bốn bộ phim Thái Lan, Sự Hoán Đổi Kỳ Diệu, Le Lup Sa Lup Rang năm 2017. Trong bộ phim Thái Lan này thì Yaya vào vai ngôi sao Pecha Pawadi, một cô gái trên màn ảnh thì hiền dịu, nhưng thực chất có tính cách vô cùng đanh đá và khó chiều. Nadek vào vai Ramin,
đội trưởng đội phi hổ, cũng đang nổi danh khắp nơi như một người hùng. Quản lý của Pawadi muốn kết hợp hai người để tạo nên một cơn sốt mới về anh hùng và mỹ nhân hàng đầu. Vì say mê nhan sắc thiên thần của Pawadi mà Ramin ngay lập tức đồng ý. Khi cả hai tham gia một buổi trình diễn trang sức kim cương, một vụ cướp đã xảy ra, cả hai bị rơi từ sân thượng tòa nhà xuống và hồn lìa khỏi xác. Một thầy Pháp tên là Nessak nhìn thấy linh hồn cả hai và giúp họ trở về thân xác, lúc này đang nằm trong phòng cấp cứu. Điều kỳ diệu đã xảy ra, nhưng không may là họ lại hoán đổi thể xác cho nhau và không thể nào quay về thân xác của mình. Cả hai đành giúp cho đối phương quen với cuộc sống mà thân xác mình đang tồn tại. Dần dần thì hai người yêu nhau, trải qua nhiều biến cố, linh hồn của cả hai quay về như cũ. 5. Bộ phim Thái Lan – Sóng gió cuộc đời Huluen Chiwit năm 2017. Nếu bạn là một fan cuồng thể loại phim ngược tâm của Thái Lan, thì đừng nên bỏ lỡ bộ phim Thái Lan hot nhất năm 2017 của Channel 3, Huluen Chiwit. Màn tái hợp sau 6 năm của hai ngôi sao hạng A là anh chàng điển trai Mark Brin và người em thân thiết Yaya Urasaya. Sóng gió cuộc đời là một phiên bản phim remake vô cùng thành công hơn nhiều mong đợi. Trong bộ phim Thái Lan này, thì Yaya Urasaya vào vai cô diễn viên xinh đẹp nhưng cũng không ít thị phi Jirawat. Bên ngoài thì có thể rất mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong là một trái tim chịu đựng nhiều tổn thương. Nữ diễn viên nhận được đánh giá rất cao với vai diễn Jirawat, màn biến hóa xuất thần của cô khiến người xem vô cùng phấn khích. Urasaya Spurburn thể hiện tình yêu và tâm lý nội tâm nhân vật rất tốt, khi thì mạnh miệng không chịu để ai bắt nạt mình, sẵn sàng khẩu chiến với những kẻ muốn vùi dập mình, khi thì lại yếu đuối với cuộc sống phía sau ánh hào quang. Tác phẩm này đánh giá là bộ phim Thái Lan hay nhất và hiện tại đạt rating cao nhất trên đài Channel 3 năm 2017. Khi bộ phim phát sóng thì bộ phim có lượng trending rất cao qua các trang mạng xã hội. Tầm phủ sóng của Sóng gió cuộc đời còn lan sang không ít các quốc gia khác, giúp hai diễn viên chính có thêm lượng fan hâm mộ nước ngoài đông đảo. 6. Bộ phim Thái Lan – Sứ mệnh và con tim Likit Rook – The Crown Princess năm 2018. Có lẽ cho dù đóng cặp với bất kỳ nam diễn viên nào thì vẫn không thể vượt qua được sức hút của nam chính điển trai nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn trai của cô nàng xinh đẹp Nadek Kugimiya. Các fan hâm mộ của họ còn nhận định rằng Naya mãi mãi là chân ái, là tuyệt nhất. Năm 2018 thì sự trở lại của cặp đôi phim giả tình thật Nadek và Yaya với bộ phim truyền hình Thái Lan có tựa đề Likit Rook – The Crown Princess. Bộ phim nằm trong top 10 bộ phim Thái Lan được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Thái Lan năm 2018 và đứng thứ tư trong top 40 phim truyền hình châu Á phổ biến nhất trong năm 2018. Bộ phim Sứ mệnh và con tim kể về nàng công chúa Alice của vương quốc nhỏ mang tên là Hirosos. Cô là con gái của hoàng tử Charles. Ông qua đời sau khi mẹ kế của Alice ngoại tình với bác của cô là hoàng tử Henry. Hành động thiếu đạo đức của họ đã khiến cho thần dân căm phẫn và mất lòng vua Henry. Ông quyết định bỏ qua quyền thừa kế ngai vàng của con trai trưởng và trao nó lại cho Alice. Kể từ khi trở thành người thừa kế ngai vàng thì Alice liên tục bị bác và mẹ kế sai người ám sát. Hết lần này đến lần khác, chứng kiến cháu gái bị đe dọa, tính mạng, thì quốc vương Henry sắp xếp cho Alice cuộc hôn nhân giả với thiếu tá Darwin, một người lính quả cảm và có thể hiểu được tính cách của Alice. Từ một sự sắp xếp thiên về chính trị, thì Alice trở thành vợ của Darwin với tên mới là Nari. Hai người đã cùng nhau vượt qua vô số những lần cận kề cái chết để rồi trao chọn trái tim cho nhau. 7. Bộ phim Thái Lan – Hương hoa đạt phước – Clean Kasalong năm 2019. Hương hoa đạt phước là bộ phim đầu tiên mà Yaya vào vai một ma nữ và cũng đồng thời đảm nhận 4 nhân vật trong cùng một bộ phim. Trong bộ phim Thái Lan này, thì Yaya vào vai cặp chị em song sinh là Ka Shalong và Song Pip. Cả hai đều đem lòng yêu thầy thuốc Sharp the Yema thủ vai. Khác xa với chị mình, thì Song Pip là một cô gái ngang tàng, vô cùng độc ác. Khi biết được Ka Shalong mới là người con gái trong lòng Sharp, thì cô ta quyết tâm chia rẽ họ bằng mọi cách. Sự cố chấp của Song Pip đẩy cả ba vào bi kịch. Không ai có được hạnh phúc và bị chia cách bằng cái chết. Vì bị Song Pip lừa rằng Sharp đã thay lòng đổi dạ, linh hồn Ka Shalong không thể siêu thoát mà chờ đợi để trả thù. Còn Song Pip dù được chuyển kiếp cùng Sharp và trở thành người yêu của nhau, nhưng cô vẫn chỉ theo đuổi trái tim anh trong vô vọng. Đây là lần đầu kết hợp nhưng Yaya và Yema đã đốn tim khán giả bằng diễn xuất ăn ý và những phân cảnh vô cùng ngọt ngào.
Có thể nói đài CH3 đã vô cùng thành công khi tạo nên cặp đôi mới cho màn ảnh Thái Lan. Hy vọng sau này họ sẽ tiếp tục hợp tác với nhau để tạo nên những tác phẩm hấp dẫn hơn nữa. Những năm gần đây, thì đài truyền hình CH3 của Thái Lan đầu tư vô cùng mạnh tay cho mảng phim truyền hình, với dàn diễn viên không chỉ có nhan sắc nổi bật mà khả năng diễn xuất cũng vô cùng được chú trọng. Yaya Urashaya Sperburn là một trong những gương mặt được nhà đài vô cùng sủng ái bởi sự tài sắc vẹn toàn của chính cô. Hy vọng Yaya sẽ ra mắt nhiều bộ phim hấp dẫn hơn nữa trong thời gian tới. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.